chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món ăn vặt rất được yêu thích, đó là mình sẽ làm trứng vịt lộn xào với me. Ở đây món ăn này thì ở trong miền Nam thì rất là được ưa chuộng, và bây giờ thì ở ngoài Bắc thì cũng làm rất là nhiều, tại vì me thì ở ngoài Bắc thì ít có hơn. Ở trong Nam này thì người ta sử dụng cái me này để nguyên liệu để nấu ăn thì dùng nhiều hơn. Nguyên liệu để mình thực hiện mà món trứng vịt lộn xào me là mình chuẩn bị 6 cái trứng vịt lộn, và cái này để đỡ mất thời gian thì mình đã luộc sẵn. Me mình đã ngâm với nước nóng và mình dầm tỏi bằm, và nguyên liệu không thể thiếu nữa là rau răm. Và mình có chuẩn bị thêm nguyên liệu phụ này, đó là mè này mình đã rang. Nếu các bạn có thể thay thế bằng lạc rang và đậu phộng rang cũng được nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện. Đầu tiên thì mình sẽ cho đập cái phần trứng mà mình đã luộc vào. Đang còn hơi nóng. Nóng quá. Vậy là mình đã bóc vỏ xong cái trứng của mình, và bây giờ thì mình sẽ pha cái nước sốt nhé, để mình xào nhé, để cho cái hộp vịt lộn xào của mình nó không bị ra nhiều nước. Thì mình sẽ lấy cái phần nước của để cho nó ngọt á, mình lấy luôn cái phần nước của cái hộp vịt của mình nhé. Mình chắt cái phần nước này ra. Sau đó thì mình cho vào đây 3 muỗng me. Mình chỉ lọc lấy cái phần cơm thôi. Đây, cái này mình đã ngâm với nước nóng đó. Một cục me mình ngâm với nước nóng. Mình lột lấy cái phần thịt của me. Cho thêm một chút xíu nữa, tại nó hơi lỏng. 4 muỗng này. Tùy cái độ đặc lỏng, và các bạn muốn ăn mình muốn ăn nó chua một chút thì mình cho nhiều me một chút nhé. Và mình sẽ cho vào đây khoảng chừng hơn một muỗng đầy tương cà. Các bạn có thể cho tương cà hoặc tương ớt tùy thích nhé. Nước mắm 2 muỗng. Ớt bột. Ở đây thì ớt bột mình sẽ cho các bạn cho tùy vào cái khẩu vị của mình. Mình cho khoảng 1/2 muỗng cà phê ớt bột. Có thể cho ớt bột, hoặc là nếu không có ớt bột thì mình cho ớt trái trực tiếp khi mà mình xào cũng được nhé. Ở đây thì mình cho ớt bột cho màu nó đẹp. 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Và cuối cùng là mình sẽ cho 2 muỗng đường. Mình cho 2 muỗng nước mắm thì mình cũng sẽ cho 2 muỗng đường, để cho cái phần cái sốt của mình nó được keo á. Các bạn càng cho nhiều đường và cái tương ớt thì cái sốt của mình nó sẽ rất là keo. Và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào mình đi xào hộp vịt lộn nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho một chút xíu dầu ăn. Cái tỏi của mình đây. Mình sẽ cho cái tỏi này vào.
mà mình vào trong miền Nam mình học và mình sinh sống thì mình mới ăn cái món này, chứ ở ngoài quê thì cái trứng vịt lộn này thì ở quê mình thì chỉ có luộc thôi. Mình chỉ thơm cái tỏi này lên. Một nửa mình sẽ sắt mình bỏ vào đây, còn một nửa thì mình sẽ để lại và mình ăn kèm nhé. Cái lá rau răm này mình phải cho vào đây một chút xíu thì nó mới sẽ dậy cái mùi thơm. Ăn cái trứng vịt lộn này thì phải có rau răm, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đây là món trứng vịt lộn mà mình vừa làm xong. Mình sẽ rắc cái phần mè này lên. Rất là ngon rồi. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử một miếng trước. Đây, không có cái... một cái trứng mà nó bị nát này, mình ăn kèm với một chút cái sốt của nó, với bỏ một lá rau răm vào như này. Với cái món này thì rất là hấp dẫn luôn, béo béo của cái hộp vịt lộn, nhưng mà ăn thì rất là ngon, mùi chua thanh
vị chua thanh và bùi bùi một chút xíu cái mùi của mùi mè, ăn rất là ngon. Hy vọng là các bạn đã có thêm cho mình để làm được một thực đơn rất là dễ dàng mà lại ngon, không cần phải ra nhà hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Xin chào các bạn.